rồi đưa lên bệnh viện với ai. Rồi nào nó thăng mệt thế nào đem nó lên trên lầu. Lên lầu chở nó nào vô nước biển, chưa hết con trai nữa, bác sĩ xuống thử nào chuyển nó đi. Hai ngồi xuống là nó còn giờ nó chết. Trời ơi. Rồi trở về lúc 10 giờ phía, chết lúc 10 giờ phía trở về đây. Ở đây thì nó sáng thì nó cũng vậy, cũng không có gì hết trơn á. Cái đầu trưa lại chiều lại nó sạn. Bị sạn hả? Dạ. Thằng chồng bị sạn. Kêu trên vợ không mà. Nó nằm dưới cái đầu cái kêu trên vợ nó sạn. Nằm ở dưới hàng vợ. Nằm dưới hàng vợ rồi lúc đó là chưa liệm là nó sạn rồi, nó sạn nhưng mà nó cũng vẫn còn tỉnh, nó cũng đi ra đi vô rồi. Không ăn uống hết trơn, uống nước. Lúc mà người vợ mất á. Dạ. Là sau mấy ngày thì người chồng mất theo. Thì vợ mới thiêu một, rồi một ngày bữa 21 á, là bữa nay 23 là trở nó về nó chết trở về. Được 2 ngày. Trời ơi. Tức là vợ mất bữa 21. Dạ. Ngày hôm nay là chết trước rồi thiêu, đi thiêu bữa. Đi thiêu vào ngày 21. Ừ. Là tới bữa nay là 23. Rồi. Là ảnh mất theo. Là em có khuyên ba ăn uống gì không? Có. Em nói sao? Nói kêu cha thức ăn cháo hay là uống sữa gì đi dùng. Cha không thức cha nơi. Anh ơi, cho ăn rồi. Còn tỉnh nhưng mà như là kiểu như vẫn bị bắn lộn rồi. Không có còn biết gì. Ngồi cứ chà chà ghế tối ngày vậy nè. Rồi lấy cái áo. Dạ, Đăng và anh Kiệt Long An xin mến chào quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay thì anh em mình đang có mặt tại Bạc Liêu. Ở đây là cái gì Bạc Liêu vậy em? Khi hậu phòng, cái gì phải không? Hồi xã hậu phòng, phường hậu phòng. Phố 1 hậu phòng. Thì xã với gai, tỉnh Bạc Liêu. Tụi anh cũng được chia sẻ là ở đây là mình có hoàn cảnh là người vợ mất trước, xong rồi dạ. Tới người chồng luôn. Dạ đúng rồi. Mất luôn, rồi bỏ lại mấy đứa con đó. Bốn đứa trai. Thì em là như thế nào với lại cái người mất ha? Anh này à, anh này thứ hai, em là em ruột của ổng. Vậy dạ. Là bây giờ là đang làm đám cho cái dạ. Người chồng ha. Dạ. Rồi ảnh năm nay nhiêu tuổi em? 39. 39 tuổi. Dạ. Người vợ nhiêu tuổi? Dạ 36. Rồi ảnh tên gì? Ảnh tên Cường. Ảnh tên Cường. Dạ. Rồi vợ tên gì? Tên Dương. Rồi nói chung là ngày hôm nay thì tụi anh tới thì trước mắt là chia buồn với gia đình mình ha. Dạ. Rồi sau đó cũng chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình lên, cũng biết là gia đình mình hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Thì bây giờ là em kể lại cái câu chuyện mà lúc mà vợ mất như thế nào rồi sau đó là sao mà người chồng đi theo. Vợ mất em ở nhà, em giữ con em chứ em có dám qua bển. Chỉ là bà dì bảy của em mới nãy với mẹ em là bên bển xuống thôi chứ em với nhà giữ nhà chứ em đâu có đi qua bển. Em chỉ qua bển đốt một cây nhang thôi em về, rồi cậu em rồi bệnh nữa nhà rồi em với nhà với cậu với hai chồng em ở nhà mà chứ em đâu có biết em lên bển có tôi biết thôi chứ thôi đó còn em không có biết không tại em ở nhà em không có qua bển mẹ em với bà dì bảy em bển không mà tiếp bển thôi vậy là em ở đâu em ở trên nhà đó nhà luôn em, đó ở đâu có qua bển em có qua bển tại vì em không có ai ở nhà con nhỏ không con nhỏ nữa rồi không qua bển được cái lúc mà anh của em mất thì có em ở đó không có không có dì bảy với mẹ em mới lên cho Bạc Liêu thôi rồi điện về bà chị điện về cho em mới biết thôi giờ bà chị thứ tư điện về em mới biết thôi chứ em ở nhà hai chồng em ở nhà nữa nửa đêm nửa hôm 5 giờ mấy là bà chị điện cho em rồi bà chị này nè nói anh hai trở về rồi xếp xếp đi dọn nhịp nhà đi rồi em buồn em cũng khóc luôn quá trời này em nói thức đêm rồi này khóc từ sáng đến giờ luôn em cũng buồn nữa em nói bây giờ cha mất hết rồi còn có nên anh hai à bây giờ anh hai mất nữa giờ vợ chồng mà đi hết trơn con bỏ bốn đứa con em cũng buồn chứ bộ em cũng buồn khóc dụ anh hai em cũng chửi ổng này kia dụ bớt nước này kia đó rồi ổng không ăn uống này kia bởi vì em vì ổng mắc này hết chửi rồi nó đừng chửi rồi tức là sao em tức là lúc mà cái người vợ mất á dạ. Là anh chồng này là anh buồn anh không ăn uống rồi anh. Dạ đúng rồi ổng buồn thì nhớ vợ ổng nữa rồi ổng không ăn uống gì chỉ là ổng sản quá này kia đó ổng cũng nhớ vợ ổng nữa kêu ăn không ăn dạ. Được rồi cưng để cho xíu tụi anh vô đẩy trên bàn đó đi rồi ảnh thì ảnh có bị bệnh gì không em dạ cũng có ảnh bệnh gì em cũng không biết luôn ăn nó bị không biết dạ cô đứng sát cho hả nó đây nè đầu tiên là nó ăn nó bị trúng thực dạ trúng thực vợ mới đưa đi lên chỗ này nó vợ nó nói mệt quá cái bác sĩ đưa lên bác sĩ mới vừa vô được chai nước biển đưa hết chai nữa dạ thì bác sĩ xuống là cho hay cũng đưa vợ nó với bà và cũng như là con vợ đưa chồng đi với bà và ruột đi lên chợn là cũng như ăn dắt chịu không biết ăn cái gì mà bị trúng thực đó rồi đưa lên bệnh viện với gai rồi nào nó thăng mệt thế nào đem nó lên trên lầu
lên lầu chở nó nào vô nước biển chưa hết con trai nữa, bác sĩ xuống tưởng nào chuyển nó đi, ai ngồi xuống là nó con vợ nó chết. Trời ơi. Đâu, rồi chở về lúc 10 giờ khuya, chết lúc 10 giờ khuya chở về đây. Ở đây thì nó sáng thì nó cũng vậy, cũng không có gì hết trơn á. Cái nào trưa lại chiều lại nó sạn. Bị sản hả? Dạ. Thằng chồng bị sản. Kêu trên vợ không à. Nó nằm dưới cái đầu cái kêu trên vợ nó sản. Nằm ở dưới hàng vợ. Nằm dưới hàng vợ rồi lúc đó là chưa liệm là nó sản rồi, nó sản nhưng mà nó cũng vẫn còn tỉnh, nó cũng đi ra đi vô rồi. Nó ăn uống hết trơn, uống nước đá lạnh không à. Uống vô nhiều là nó ói ra nhiều. Dạ. Cái chừng ngày tới liệm là cái nào nó chung dưới hàng nó nằm luôn. Tức là lúc mà người vợ mất á. Dạ. Là sau mấy ngày thì người chồng mất theo. Thì vợ mới thiêu rồi bữa 21 á, là bữa nay 23 là trở nên nó chết trở về. Được 2 ngày. Trời ơi. Tức là vợ mất bữa 21. Dạ. Ngày hôm nay là chết trước thiêu, đi thiêu bữa. Đi thiêu vào ngày 21. Ừ. Là tới bữa nay là 23. Rồi. Là ảnh mất theo. Là ảnh mất là lúc mấy giờ? Hồi hôm bác sĩ điện cho tôi, bác sĩ Bạc Liêu điện cho tôi là mới có 5 giờ mấy à, nói kêu cho người nhà chồng Cường đợi nó vô trong phòng đặc biệt rồi. Dạ. Giá gai chuyển đi lên tới chẩn là người ta đưa nó vô phòng đặc biệt rồi. À. Là người ta cũng như là nói là năm ăn năm thua đó, nó chỉ thở bằng cái máy thôi, mà cái thở bằng cái gì á. Dạ. Chứ nó cũng như là nó nằm cũng như thực chặt luôn rồi đó. Nhưng mà ở nhà cũng như thương nó tiếp đó, rồi cứ gắng chịu đưa lên chẩn. Dạ. Cái lúc mà làm đám cho chị á em. Dạ. Thì cái lúc đó mà em có thấy là cái điều bất thường của anh của mình như thế nào không? Nó không em qua. Em không qua. Có tôi em chưa lúc đó 4 em. 4 4 lúc đó em chưa qua. Có qua luôn hả? Dạ. Không qua. Vậy là em mới qua này, lúc mà anh mất thôi hả? Dạ. Lúc mà liệm vợ nó rồi nó nằm dưới hàng không nó ra. Ừ. Rồi nó sản luôn rồi nó la làng rồi đá ỉa tùm lum luôn. Trời ơi. Chụp làm mệt. Uống sữa cũng ói rồi. Cái điện bác sĩ lại. Cái ông bác sĩ trên này nè, ông bác sĩ Lan trên này nè, ông không được đưa đi ở chứ ông ấy. Dạ. Đưa lên với gai. Rồi bà vợ kêu uống sữa cũng ói luôn, không ăn uống gì được. Rồi mấy ông vậy đó. Hồi lúc nó còn sống hai chồng nó hoài, nếu như nó chết trước sẽ đem chồng nó theo, chồng nó chết trước thì đem nó theo. Ừ. Không có sao. Hai chồng lúc đó hai chồng thề vậy đó, bắt đầu hoài luôn, thề hoài luôn. Ai cũng nói nữa, ai cũng chửi á. Hai vợ chồng thề sao em? Thề sao vậy? Thề á là nói thằng chồng nó nói á, thằng chồng nó nói á là nếu như á tao tới trước tao đem mày theo, còn vợ cũng vậy nữa, tao tới trước cũng đem mày theo, không cho bảo mình. Ừ. Hai đứa mình chết chung. Đó chết thiệt. Rồi ảnh có hay nói với em cũng, biết cái chuyện đó không? Không, em không biết với vợ chồng tao biết thôi. Vợ chồng người ta nói chuyện em đâu biết đâu, em không quan tâm nữa. Mà nói em cũng mới chửi là ai cứ nói mày chửi gì mà nói gì vậy không vậy? Ngu quá vậy. Đó, có đền nín. Hai cũng chửi ông hai chồng ổng. Mà cũng vậy hoài à. Đi đâu tới đâu ai cũng nói đó, hai vợ chồng là ngu thiệt. Trời ơi. Giống như là hai chồng thề thốt với nhau ha. Ai cũng chửi hai chồng nhưng nó nói là bậy bạ không à. Rồi anh của em là thứ hai hả? Dạ, còn em là thứ mấy trong nhà? Em thứ Út. Rồi còn ai nữa không? Còn nhà chị thứ tư. Thứ tư chỗ của chị bằng áo mà đen đen với lại á. Ừ. Rồi thêm chị thứ ba chút xíu về. Ừ. Chị thứ ba một chút xíu về nữa. Đang chị xin về. Bà đi làm á. Bà là tối bà về. Vậy là ba gái một trai. Năm gái một trai. Năm gái một trai là sáu người. Dạ. Còn hai đứa kia. Hai đứa kia. Không tin tức. Là sao em? Là mất tích. Cũng như hai đứa em nó ở bên Trung Quốc á. Dạ. Cũng khóc dữ lắm. Cũng khóc lắm, nghe anh hai thứ hai cũng khóc lắm, mày cũng đi về được đâu. Không, là cái câu chuyện mà hai người em của em ở bên Trung Quốc mất tích là sao? Chị. Hai người chị của em là như thế nào, em kể kỹ gõ chút xíu em. Nhưng mà giả. Dạ. Để cho bé nó nói. Chỉ là gã này kia nọ thôi, nhưng mà mất tích mấy năm trời rồi, bà chị thứ năm á. Bây giờ á, liên lạc về được rồi, bà khóc, rồi bắt đầu á, không về được, nó cha mất, bà cũng không về được, bây giờ anh hai mất cũng bà không về được luôn, chồng không cho về. Không, ý là bây giờ là có liên lạc được chưa? Dạ được rồi, rồi mừng, rồi không về được nữa, anh hai mất cũng không cho về, chồng không cho về. Liên lạc được rồi, dạ. Nhưng mà không có về được ha? Dạ. Rồi bây giờ là mất là bỏ lại bốn đứa con em. Dạ đúng rồi, bốn đứa con trai. Rồi em có con gì không? Chưa? Có, em có đứa. Ừ. Đứa con trai. Rồi bây giờ là ở đây là ở phụ chung cùng với mẹ. Phụ làm đám ha. Dạ. Là căn nhà là căn đám, nhà đám ở đó luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Cái lúc trước là anh em có bệnh gì không á? Anh của em cũng có bệnh, với nãy chị em nói với nãy đó. Đó chị thứ tư em á, đằng đâu nói chuyện áo đen đen đó. Đó chị thứ tư em á. Tới đây ra ngoài à. Không có xe. Mà bình thường là ảnh có hay than với em là đau nhất gì không? Than với vợ không mà, chứ em nó cũng liên quan đâu, tại em ở đây với mẹ em ở đây rồi. Rồi hai chồng ở bên vợ, ổng bên vợ mà. Ừ. Với bên kia biết không mà chứ em đâu biết đâu.
Ủa vậy là anh em ở bên vợ? Dạ, bên vợ ở đâu? Vợ. Sống bên sông bên đây nè. Ở bên sông bên đây luôn nè. À, là nhà nhà bển dạ, luôn ha. Dạ. Cũng sát bên á, bên sông bển. Vậy thì căn nhà này là nhà của ai? Nhà này hả? Ừ. Nhà nhà của mẹ em, của em luôn đó. Nhà thiệt luôn, nhà mướn thôi. Hay là nhà mướn thôi dạ, ha. Nhà mướn thôi. Ừ. Vợ đó đó. Rồi bây giờ là về đây rồi làm đám, người ta cho làm đám không? Dạ cho. Em hỏi rồi. Em hỏi chủ nhà rồi. Chủ trọ cũng thương dạ, mình hoàn cảnh vậy ha, cũng đúng cho rồi, mình làm đám ha. Dạ. Rồi ở bên kia là nhà vợ, là lúc dạ, là làm đám cho vợ á dạ, thì làm đám bển hay làm đám bên đây? Làm bển bển, tại bên kia dâu thì làm bển cho bên mẹ ruột. Còn đây là anh hai, mẹ anh hai ruột phải làm đám đây. Chứ không người ta không có cho làm đám hai cái tang được. Vậy là cái lúc mà chị mất với lại anh mất thì em dạ, không có ở đây ha, em chỉ không nghe tin thôi. Em chỉ bà chị em điện cho em thôi chứ em ở nhà em giữ con em mà. Còn bây giờ cái đó chứ chuyện đó là ai là gõ nhất em? Bà chị bà Bảy á, với mẹ với bà chị hôm nay nè. Nãy hôm nãy đó mẹ hôm nãy em nói chuyện á, mẹ hôm nãy á. À cái người dạ, nãy là mẹ ha. Dạ dạ. Rồi bây giờ đây, em dẫn anh vô đi, để xem. Ủa rồi chừng nào là mình chôn em? Dạ cả 3 ngày nè. 3 ngày nữa. Dạ. Là chôn hả? Dạ. Anh thiêu, thiêu. Ủa thiêu. Dạ. Hai chồng thiêu luôn. Ừ. Thì là vợ là thiêu và bây giờ là chồng là cũng thiêu luôn. Dạ. Nhưng mà 3 ngày nữa thì mới thiêu. Dạ. Ảnh mắt mới hồi sáng rồi đúng không? Không có đâu, không hỏi. Em đi trước đi, em đi trước. Chung là câu chuyện rất là sốt luôn cả nhà. Kem. Đây là mấy đứa con đó hả? Đây nè. Tôi đang mất tích rồi. 1 2 3 4. Thằng Chí đây. Trời, đây là cô ơi, cô là sao với ảnh gì cô? Mẹ ruột. Mẹ ruột của ảnh hả? Mẹ ruột. Ảnh tên gì cô? Tên anh Hồng Cường. Hồng Cường, anh Cường ha. Thì cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 55. 55 tuổi rồi. Ôi ôi sao thấy tội quá trời. Thì vợ mắc được 2 bữa đó, đi mà thiêu được 2 bữa đó là chồng mắc trở về hồi sáng. Mới trở về hồi sáng đó. Vợ mắc chưa được 2 bữa nữa. 2 bữa. 2 bữa. 2 bữa là chồng mới mắc hồi sáng. Dạ. Mà con nghe nói là ảnh giống như là ảnh bị bắn loạn hay sao con? Không phải, cái như vợ thôi, vợ bệnh thì nó không có bệnh hoạn gì hết trơn á. Tại vợ nó chết rồi nó mắc tinh thần luôn là vậy đó. Cái nó có bệnh giống như là ảnh đau buồn hả con? Nó đau buồn vợ quá. Ừ. Con nói chuyện. Cái nó vợ nó mà chết rồi nó buồn bã đó. Dạ. Rồi nó mắc tinh thần rồi. Chứ vợ chết vậy nó chung với hàng vợ không à? Chung với hàng vợ không à? Chung với hàng là chung với vợ ơi, đấy chung hả? Vợ gì đó. Vậy nó kéo nó ra, nó chung vô nó kéo nó ra. Trời cái ơi. Gì đó. Bị sản vậy đó. Bị sản đó, không có biết cái gì hết trơn á. Chỉ có 2 bữa thôi đó là không có biết mình mẩy gì hết trơn, không có biết gì hết trơn. Dạ dạ. Mà cô ơi là cái câu chuyện là từ đầu là tại sao là vợ của anh Hùng anh Cường mắc nha? Anh chờ chỉ bị bệnh gì cô? Bệnh tim. Bệnh tim ha. Hôm nay nó bệnh tim cũng gần năm rồi, vợ nó có bệnh. Ừ. Rồi nó cũng giật chai chai gì đó, vợ chồng cũng đi vậy đó. Ừ. Thì nào thì nó gớt á thì đi giật chai chai. Thì nào nó bệnh nặng á thì nó ở nhà nó đi bệnh viện vậy đó, uống thuốc hàng ngày vậy đó. Dạ. Yeah. Nghèo mà. Dạ. Yeah. Đó, rồi cũng năm mấy rồi mà đợt mà nó đi đó là bệnh nặng đó là nó chết ngay nhà thương ở dưới gai luôn, trở về. Dạ. Yeah. Ôi ôi, vậy là mà lúc mà chị mất á, là chị có bị lên cơn tim hay là sao không con? Không có gôn, không có gì với thằng với chồng hết trơn. Dạ. Chết cái một luôn. Mà chồng á, đang vô nước biển kế vợ luôn, chồng đó. Dạ. Rồi coi vợ luôn đó, mà vợ chết rồi. Làm giống như không biết gì hết trơn. Vợ chạy kia bà vợ, nó mẹ dạ, vợ cũng chết đi. Rồi đi xác vợ gì đó. Trời ơi. Là cách 2 bữa là không biết gì hết trơn. Không có biết gì hết trơn. Làm thế nó khùng, nó điên. Là anh có nói gì với cô không? Không có nói cái gì hết trơn. Không có nói gì với con cháu gì kia nọ gì hết trơn. Không nói gì hết trơn. Làm thế nó khùng điên. Nhưng mà anh không có bệnh gì hết hả cô? Không có bệnh gì hết trơn. Vợ chết là vậy luôn đó. À. Sao vợ lắm, đi đâu cũng vậy đó. Đi đâu rồi vợ đi theo cặp vậy đó. Đi chơi cũng vợ chồng dịp gãy gọc gì đó. Dạ. Anh còn rất là trẻ luôn cả nhà. 39 tuổi. 39 vợ tuổi mới 36 tuổi à. 39 tuổi là sức khỏe cũng còn tốt mà. Tốt lắm, nó bự con lắm, cao người lắm. Dạ. Không phải mà nó yếu ớt gì đâu. Nó đi lưới không đó. Đi lưới đi biển không đó. Đi biển ha. Đi biển không đó. Dạ.
Nhưng mà con bác sĩ có nói là tại sao là cái nguyên nhân như tại thế nào mà anh mất không? Bác sĩ nói mà lý não. Hả con? Được. Bác sĩ nói là lúc mà vợ chết nó buồn quá, là ba cái mà yếu quá, không ăn uống gì hết trơn, rồi tụt huyết áp. Tụt huyết áp nó nặng quá. Dạ. Tức là hai ngày mà chị mất là không có ăn gì hết luôn. Hô 3 ngày liên tiếp luôn không ăn cái gì hết trơn. Chị có uống nước không luôn. Rồi gia đình mình có động viên ảnh không? Trời ơi, khuyên nó không được. Khuyên nó là nó đi chỗ vợ nó không à, chung với hàng với vợ nó không à. Rồi đi ra làm sao nó nằm ngủ một mình nó không à. Rồi nó nói chuyện xàm không à. Đó. Giống như là khi mà thấy vợ mất rồi anh biến thành một người khác nó không à. Như biến thành một người khác vậy ha. Đó đúng rồi đó. Nó kêu vợ nó dơ gì đó. Nhưng mà cô thấy là ảnh có làm cái gì mà nó kỳ lạ không con? Không. Giống như là kiểu như bị ma nhập hay là không tâm linh gì đó không? Không có. Nó bình thường gì, không có ma nhập ma gì hết trơn. Ừ. À, nó kêu vợ nó không. Dạ. Nó kêu vợ nó không. Rồi bây giờ này mấy đứa này, mấy đứa con của anh? 4 đứa đây nè. Đâu? Út đó, 4 tuổi đó. Qua đây con, qua đây con. Đây nè, qua đây chơi, chơi. Kêu rồi con. Cho chú quay cho ông bà coi nè. Nè 4 đứa con đó, thằng thứ 3 đó. Này. Mình là người Khmer đúng không? Dân Khmer dân tộc. Dạ, dạ. Đây là chắc con lớn hả? Con lớn đó. Dạ, dạ. Cô giới thiệu từng đứa cho cô bà, cô bác đây, ông bà coi. Đây nè, nó 18 tuổi rồi đó. 18 tuổi. 18 tên Nam. Tên Nam ha. Nam. À. Rồi tới kế này. Thiệt. 13, Hiếu. Hiếu. 13 tuổi. 16 hả? Nam 18 tuổi. Ừ. Rồi 16 tuổi. Hiếu 16 tuổi. Đây 11 em. Tuổi. Kiệt. Kiệt 11 tuổi. Ừ. Còn cái này. Tên Thơ. Thơ hả? Thơ. À. Thơ. Thơ mấy tuổi em? 4 tuổi. Trời rất là tội luôn cả nhà. Giờ hai vợ chồng ra đi trước sau chỉ có 2 ngày thôi mà giờ bỏ lại 4 đứa con như thế này nè cả nhà. Trời ơi. Bây giờ bà nội nhìn thấy cảnh gì chắc xót xa vậy hả bà nội? Ừ, phải. Mà bà nội cũng nghèo, cũng nhà mướn đó. Còn nhà này nhà mướn hả? Nhà mướn tháng 400 đó. Một tháng 400 ngàn. Ừ. Tiền nước tiền điện không tính đó. À. Rồi mấy đứa nhỏ này có đi học không bà nội? Không. Cha mẹ nó nghèo quá, không cho con đi học đứa nào hết trơn. Rồi ảnh thì ảnh làm công việc gì bà nội? Cứ như là hồi lúc đó ổng nó đi lưới. Nó nghỉ đi lưới đây chặt cho cha vợ chồng. Dạ. Hằng ngày luôn đó. Ừ. Đi giặt cái chai nuôi con. Còn chị thì làm công việc gì? Thì cũng gia trai đấy, mẹ con cũng gia trai hết trơn. Gia trai hết á. Gia trai hết trơn. Nghề này không ngày nào tới giờ mười mấy năm rồi. Giặt cái chai không. Dạ. Nó rất là tội luôn cả nhà. Anh chào Nam nha. À, chú chào mấy con nha. Ừ, giỏi. À, Nam ơi, năm nay em 18 tuổi hả? Rồi bây giờ em có làm cái gì không? Có mẹ tính về mẹ hết bệnh rồi đi làm với mẹ với cha. Rồi giờ là tính mẹ đi, cha chết. Tính đi làm gì em? Đi làm mũ. Đi làm mũ với mẹ với cha hả? Dạ. À, nãy là em nói sao là tính mẹ hết bệnh là đi làm với mẹ với cha. Nhưng mà bây giờ là cha mẹ mất luôn rồi. Dạ. Rồi bây giờ là em phải nuôi mấy cái đứa em của em nè. Rồi ở đây là mình ở nhà mướn ha Nam. Yeah. Ừ. Rồi em thấy lúc mà mẹ bệnh đó thì mẹ có nói gì với em không? Em cũng vô chúng em cũng đi làm. Ừ. Vô chú em làm rồi xong đưa tiền mẹ đi chữa bệnh. Ừ. Giờ thấy mẹ em chết thì phụ em không biết giờ làm gì. Hồi đó giờ em có đi học không Nam? Không có đi học lớp 1, lớp 2 gì hết luôn. Rồi mấy đứa em có đứa nào đi học không? Trời ơi, không có đứa nào đi học hết trơn à. Quá trời tội cả nhà. Rồi Nam ơi, cái lúc mà mẹ mất á thì em thấy là ba như thế nào? Ba thì mẹ mất rồi, cha thì chỉ có nằm không à. Rồi đi ra nói chuyện, nói với mẹ đè lên bụng gì không cho cha ăn cơm. Rồi thì cha nói chuyện gì hoài, rồi xong rồi chui xuống hàng mẹ
rồi bà ngoại kéo ra vậy hoài là bà, hoài. Bà có nói cái câu gì mà em nghe kỳ lạ mà em không hiểu không? Không, có nói chuyện là nói mẹ, mẹ cái gì kêu rót rượu nhiều rồi. À, giống như là ba thấy mẹ về ha. Yeah. Nhưng mà bình thường á thì em thấy là ba với mẹ em có hay cự cãi gì không? Không. Rất là yêu thương nhau hả? Dạ. Yeah. Cười nói như vậy. Ừ. Là đi đâu cũng có nhau hết hả? Dạ. Yeah. Rồi lúc mà ba mẹ còn sống á là ở căn nhà này luôn hay là ở đâu em? Ở nhà bên ngoài bạn. Ở nhà bên bên ngoài bên kia ha. Yeah. Bên ngoài bên kia cách đây con sông thôi đúng không? Dạ. Yeah. Ừ. Rồi lúc mà làm đám bên mẹ, làm đám của mẹ là làm bên đó. Dạ. À, rồi ba là không chịu ăn uống gì hết ha. Dạ. Em có khuyên ba không? Có. Con đi đâu ạ? Có kêu cha đi ăn uống. Con đi đâu? Mà cha không chịu ăn. Đi gước em hả? Gước. Có mấy năm đi rồi. Mấy năm chưa đi, mấy năm gì ăn lấy gì đi đi. Đi ra ngoài thì cởi đồ tan ngay con. Là em có khuyên ba ăn uống gì không? Có. Em nói sao? Nói kêu cha ơi, cha thức đi ăn cháo hay là uống sữa gì đi không? Cha không thức, cha nói cha ăn rồi. Nhưng mà anh chưa có hiểu được cái lúc mà, thực sự nãy giờ anh vẫn chưa hiểu được cái lúc mà khi mà mẹ em mất là cái giống như là ba em biến thành một cái người khác hả? Dạ. Như chắc như mấy người cùng điên điên. Giống như là cùng điên điên vậy hả? Dạ. Trời ơi. Rồi khi mà ba mất trên bệnh viện. Dạ. Lúc đó có em ở đó không? Không. Dạ. Em ở nhà lo làm đám ma cho mẹ. Ở nhà lo làm đám ma cho mẹ. Dạ. Rồi làm sao em hay tin là ba mất? Chở về. Rồi bà nội điện cho bên bệnh. Rồi lúc đó là mới hay tin là ba mất ha. Ừ. Mấy bữa nay em bệnh hay sao vậy? Dạ. Em bệnh bữa mà mẹ em mất giờ. Ừ. Rồi bây giờ là tính mấy ngày nữa thì mới thiêu ba hả? Dạ. Rồi cái chi phí làm đám trong nhà thì có không em? Dạ mấy gì lo. Bà nội với là mấy gì lo ha? Dạ. Ừ. Quá trời tội cả nhà. Đây nè. Con tên gì? Hả? Con Thơ. Nói. Tên gì? Thôi em nó không chịu nói rồi. Con tên gì? À, con nhiêu tuổi rồi? Ừ. Con biết ba mẹ ở đâu không? Ừ. Rồi ôi nghe bé nói mà đau lòng quá cả nhà. Rồi bây giờ là con tính là tương lai, em tính là tương lai như thế nào hả Nam? Em tính lên em hết bệnh rồi em lên Sài Gòn làm với mấy cậu. Rồi ba đứa em của em thì sao? Cho con ai giữ hay là bà nội giữ. Vậy đi làm rồi em gửi tiền. Ừ, em đi làm kiếm tiền gửi xuống ha. Dạ. Rồi, rất là tội luôn cả nhà. Cha mẹ mất trong vòng chỉ có 2-3 ngày thôi, bây giờ là bỏ lại 4 đứa nhỏ như thế này. Bây giờ tương lai phía trước là em phải nỗ lực nhiều để lo cho ba đứa em của mình ha. Dạ. Rồi ở đây là chắc là mình là hộ nghèo hả? Dạ. Ừ. Mới Tết mới cho gạo. Ừ, Tết. Gạo, bánh. Ừ. Tết là cho ta cho gạo rồi ha. Dạ. Cho năm cho lần. Ừ. Em có nghĩ là mình sẽ rơi vào cái hoàn cảnh này không? Em không nghĩ tới. Rồi bây giờ nếu mà lên Sài Gòn thì em làm công việc gì với mấy cậu? Em làm bốc giác. Làm bốc giác hả? Gạo. Bốc giác gạo. Làm một ngày được nhiêu? Làm ngày được 200. Ngày được 200 mấy chục ngàn. Rồi ở chảnh là mình có chỗ ở gì chưa hết chưa em hay là ở chung với cậu luôn? Ở chung với cậu. Ừ. Ở Sài Gòn là ở đâu em? Trên em không biết, cậu không em biết. Chưa biết nữa ha, mà dạ. Cậu giống như là cậu mới cái ngõ ý như vậy ha. Dạ. Ừ.
Rồi em tính là dự định khi nào là sẽ đi? Em hết bệnh rồi, lo này cho cha cho mẹ em rồi xong rồi mới đi. Ừ. Thực sự là không ngờ luôn á. Anh Kiệt, hồi đó giờ em có nghe cái trường hợp là đau buồn quá rồi đổ bệnh, nhưng mà chưa có nghe trường hợp mà đau buồn tới nỗi mà 2-3 ngày mà thấy người vợ của mình đi theo như vậy luôn á. Từ nào giờ anh cũng chưa có nghe về trường hợp này. Hồi đó giờ mới thấy luôn á cả nhà. Thật sự là lúc đầu mà nghe là cái người em của anh Cường nói thì cũng hết hồn luôn á. Giống như là bị kiểu như là đau bụng quá, bị sản hả anh Kiệt? Đúng rồi. Giống như là ba em có khóc không? Lúc đó ba con em khóc nhiều không? Không. Khóc dữ lắm hả? Khóc ít mà như đau lòng trong bụng, trong tim. Ừ. Rồi cùng điên điên em cũng không biết. Bình thường đó là ở nhà ba có bệnh không? Ba có than với em là đau nhất cái gì không? Ừ. Hồi trước là em có đi lụm da chai với ba mẹ không? Cũng có ha. Là ba mẹ lụm da chai là ở khu vực nào em? Cành Hào, Chú Chí, Tân Tư, Phước Long. Là lụm ở ngoài biển hay sao? Dạ. Lụm như mấy chai mũ tắp ngoài biển hay là tổ mấy thùng rác vậy cho lụm. Lụm trong thùng rác ha. Dạ. À, với lại là bơi xuồng đi ngoài cặp bờ sông cầu biển nữa. Bơi xuồng đi xe. À đi xe. Ừ. Thực sự là mình nghe câu chuyện này mình không biết nói gì luôn á. Em không biết nói gì luôn anh Kiệt. Khi mà cái người chồng mà như vậy. Bỏ mấy đứa nhỏ nheo nhóc về nè. Bà nội con không có nhà ở luôn hả con? Dạ. Từ hồi xưa giờ luôn hả? Cái này nhà mướn. Mình mướn cái nhà này từ xưa giờ luôn hả? Không. Hồi lúc thì mướn ở trong hẻm 14. Bây giờ ra đây. Nói chung là từ nào giờ là nội ở là mướn thôi. Dạ. Có cái nhà. Dạ. Rồi ông nội của em đâu? Ông nội chết. Ông nội là cũng mất luôn rồi. Dạ. Rồi sao mà xót xa với cả nhà. À, con trai con bao nhiêu tuổi, con tên gì, con giới thiệu lại cho ông bà biết nè. Con tên Kiệt. Ừ. 11 tuổi. Con có đi học không? Không. Bây giờ nè, chú hỏi nè, con có muốn đi học không? Muốn. Muốn đi học. Nhưng mà tại sao ba mẹ lại không cho con đi học? À, tại vì mấy con đi lụm mũ không à. Là lúc ba mẹ còn sống là tụi con đi lụm mũ chung với ba mẹ luôn á hả? Thì ba mẹ có nói là tại vì mình nghèo hay là như thế nào đó mà không cho con học không? Nhưng mà bây giờ con muốn đi học ha? Nếu mà bé đi học rồi bây giờ là bé cũng học lớp mấy anh Kiệt? 11 tuổi là cũng lớp 5, lớp 6 rồi. Lớp 5, lớp 6 rồi. Vậy là bây giờ là không có biết một chữ nào luôn hả con? Con biết được cái tên của con không? Con viết được cái tên của con không? Không luôn cả nhà, không biết luôn cả nhà. Rồi cái lúc mà con có khuyên ba không? Con có khuyên ba ăn uống gì nhiều không? Lúc mà ba bệnh á, ba thấy mẹ vậy á, con có khuyên ba không? Con khuyên ba con nói sao? Con nói cha ơi, tỉnh đi. Rồi cha không có nghe lời con hả? Bình thường á là con có ngủ chung với ba không? Có ngủ chung với ba mẹ không? Hay là ngủ riêng? Tới giờ làm lễ cả nhà, bây giờ là bà con lại hay sao vậy Trang? Dạ. Bà con lại hay sao vậy em? Ý là làm lễ bà con lại hay sao ạ? Dạ đúng rồi, để đóng cháu vậy.
gì đó, đánh trống thì lâu lâu đánh lần. Ý là có mấy sư lại không? Có, cũng có lấy sư lại nó sáng rồi. Ngày nào thì đơn chạy có đâu. Đừng chạy đâu rồi Nam. Thôi con ráng lên nha. Ráng lên nha con. Gán vượt qua nha. Nam cũng vậy, gán động viên mấy em nha, gán vượt qua nha nha Nam. Nội ơi, bây giờ thì mình đẩy mấy ngày nữa thì mình sẽ đem đi thiêu. Bữa thứ sáu á. Bữa thứ sáu hả? Rồi đứng xin xích qua cho cô thấp nha. Đi xích qua đây. Bữa thứ sáu là mình mấy giờ rồi cô? Không biết mấy giờ nữa, tại còn hỏi ông Lục, hỏi thầy nữa. Dạ, hỏi mấy Lục, mấy sư nữa ha. Mấy sư nữa. Mấy giờ ra mới biết. Dạ, mình thiêu ở chùa hả? Thiêu chùa, ở chùa Miên đó nè. Ở đâu cô? Ở gần xịt tới đây à. Sát đây luôn. Rồi thiêu vậy mình có tốn chi phí gì không? Có cô? Tốn á, thiêu tới 1 triệu lận á, là cái như là mình nghèo là như ông thầy ổng cho. Dạ. Ổng cho lòng tốt cho. Chứ bình thường là một người là thiêu là 1 triệu. Còn bây giờ là nghèo là mình xin. Dạ, gia đình mình khó khăn ha. Thì xin lại ông Lục cho. Dạ. Thì ngày hôm nay tụi con ghé thăm á, thì cũng biết được hoàn cảnh gia đình mình khó khăn gì á. Thì cũng có một cái số tiền á của anh Kiệt Long An. Thì bây giờ em mời anh Kiệt Long An ha, trao cái số tiền cho mấy bà cháu. Dạ thì hôm nay tụi con biết được hoàn cảnh của gia đình như vậy á, thì trước đến cũng chia buồn với gia đình tụi con ha. Tụi con cũng có một ít tiền của chị Trinh ở bên Hawaii. Cho cô 1 triệu á. Cô có thêm ít tiền để mà nhan khó cho đây chúng tôi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn người này giúp đỡ cho nghèo. Dạ. Ủa, cảm ơn. Một lần nữa thì mình cũng xin cảm ơn chị Trinh ở Hawaii cũng gửi cho gia đình 1 triệu. Thích chưa? Thì cái số tiền 1 triệu này á là của chị Trinh ở Hawaii á, thì cũng gửi cho gia đình mình á, thì cũng phụ Quân cảm ơn. Dạ. Giúp đỡ cho với cháu nội với con tôi. Dạ, rồi cũng phụ cho gia đình mình lo đám ha. Lo đám tiền cho con. Dạ. Còn bây giờ là địa chỉ mình là địa chỉ mấy, rồi cô đọc cái số điện thoại luôn, nếu mà có ai giúp đỡ thì sẽ liên hệ trực tiếp. Rồi số điện thoại. Chưa Út Trang mày đâu? Tôi xin số điện thoại Út Trang mày á. Út Trang hả? Út Trang ơi, Út Trang số xin cho số điện thoại cho anh mày đi. Em cho anh số điện thoại đi. Số điện thoại. Để Mạnh Thường Quân có thể là liên hệ giúp đỡ trực tiếp luôn. Đây nói chuyện nha. Rồi thì bây giờ là em đọc cái số điện thoại của mình ha. Dạ. Để Mạnh Thường Quân có thể là liên hệ trực tiếp cho mình, rồi giúp đỡ cho mình thêm phần nào đó để lo cho tương lai cho mấy đứa nhỏ nha em. Dạ đúng rồi. Em đọc nha. 0943 928. Số điện thoại có máu không? Số điện thoại của máy có còn không? Số điện thoại ai dễ liên lạc á, ai có thể là nghe máy được liên tục á thì của mình đi. 0943 đi. Đọc lại em. 0943 273 657 657, số của em á. Em tên gì? Em tên Trang. Rồi. Rồi em đọc lại một lần nữa ha. 0943 273 657. Rồi đó là số điện thoại của Trang. Dạ. Là của em gái của anh chị mất nè cả nhà. Dạ. Đó thì cả nhà có thể là thương mấy đứa bé, giúp đỡ liên hệ trực tiếp cho bé Trang thì sẽ gặp được trực tiếp gia đình và sẽ giúp đỡ cho gia đình nha cả nhà. Thì bây giờ thì Đăng cùng với anh Kiệt Long An cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì mong là sẽ có nhiều mạnh thường quân là ủng hộ cho gia đình em ha. Dạ. Rồi chào em nha. Dạo chết liệm xong 2 ngày sau rồi ảnh mới nằm tưởng là ảnh ngủ thôi. Dạ. Rồi kêu hoài không vậy, rồi mới nhà thấy vậy rồi sợ, rồi điện xe cấp cứu vô chở đi. Dạ. Chở đi lên trển này người ta nói bị hôn mê vậy đó. Dạ. Người bị tuột đường huyết. Tuột đường huyết quá. Dạ. Thì có chích cái mũi thuốc hồi sinh gì đó. Chích thuốc hồi sinh hả? Chích thuốc đó 600.000 một mũi á. Dạ. Mà không tỉnh. Cái thuốc hồi sinh đó là thuốc, không biết thuốc đó là thuốc gì, người ta kêu chích cái mũi đó cho ảnh tỉnh lại, tỉnh mà lại để coi tỉnh không. Không tỉnh. Vậy là lúc mà chuyển lên là ảnh hôn mê hả chị?
Anh bị hôn mê ở nhà rồi chờ mới chở đi. Hôn mê ở nhà xong rồi mới chở đi trên bệnh viện. Tại tưởng anh ngủ thôi rồi kêu ở nhà kêu hoài mẹ vợ là mẹ em á. Mà lại kêu ổng dậy ăn cơm. Không ăn, ăn cái gì cũng ói hết trơn. Mà kêu hoài không tỉnh thì thấy như vậy thì sợ quá chở đi. Thì chở đi lên chở người ta nó hôn mê rồi. Lúc đó là mới thiêu vợ xong đúng không? Chưa luôn. Chưa luôn hả? Vợ còn đang nằm ở nhà, còn đang ở nhà qua ngày hôm sau mới đi thiêu. Là đưa đi lên chợ rồi. Dạ. Rồi chị cặp trên tay là hình ảnh đó mà lúc mà vợ của anh Cường mất hả? Đúng rồi. Đây, lúc đó ảnh còn tỉnh nè. À, đâu ảnh đâu chị? Đâu? À, chị phóng to lên chút xíu ha. Trời ơi. Nhìn là lúc này là ảnh còn tỉnh. Còn tỉnh nhưng mà như là kiểu như ảnh bị bắn lộn rồi. Không có còn biết gì. Ngồi cứ chà chà ghế tối ngày vậy đó. Như là rồi lấy cái áo ra lận lận hờ quảng lộn. Lấy cái áo gọn ra hả? Lấy cái áo á, bắt hỏi bắt gì vậy, bắt cái vai. Ảnh nói gì đó. Rồi em thấy là ảnh là cũng to con chứ bộ. Ổng cao gáo cũng cao con rồi đó. To con lắm á. Ổng mét sáu mấy mà. Cái tấm hình này chụp là lúc hôm đầu tiên là vợ bắt hay sao? Đi cái ngày đầu tiên liệm vợ đó. À. Trời ơi, tội quá chị, tội. Không ngờ, không ngờ là như vậy luôn á chị. Em có nghĩ là ảnh bệnh, ảnh sốc rồi, ảnh bị tụt huyết áp rồi đi lên chỗ là như vậy rồi vài bữa sẽ tỉnh thôi. Dạ. Yeah. Không ngờ là ổng sẽ mất luôn. Dạ. Yeah. Rồi hai vợ chồng em đi làm. Ừ. Vừa đi lên tới chỗ hồi chiều hôm qua, 4 giờ chiều em đi về tới chỗ. Dạ. Yeah. Xong cái 5 giờ sáng, 6 giờ sáng bác xui có điện lên đó là anh hai mất rồi Diễm ơi. Rồi em đi về, bắt xe cho anh trở về. Lúc đó mình nghe tin vậy chắc mình sách hồn luôn á. Không xỉu, anh đâu có nghĩ là anh mất đột ngột dữ gì đâu. Dạ. Rồi giờ hả, bỏ lại bốn đứa nhỏ nhoi lúc nhóc. Chị là em vợ ha. Em thứ mấy? Em thứ năm. Đám tiệc có bệnh là em lo bệnh. Một tay chị lo bệnh heo ha. Quá cho tội cả nhà. Không ngờ giờ là bỏ lại bốn đứa nhỏ, thấy một cô cha, một cô mẹ đã đành, giờ một cô cha nữa. Biết xong sao. Dạ. Yeah. Tụi em cũng chia sẻ lên được, cũng mong là có thể là mạnh quân giúp đỡ được cho mình phần nào. Yeah. Nhưng bây giờ là quá trời sót rồi. Mấy đứa nhỏ là thì hồi nhỏ tới lớn thì nó ở với bà ngoại không à. Dạ. Yeah. Ở với ngoại mà rồi nó qua đây chơi qua. Dạ. Yeah. Ở bến thì nhà cửa ở bến sao chị? Nhà của em. Nhà của chị hả? Nhà của em. Ồ, vậy là hai chồng này cũng ở đậu luôn hả? Ở đậu. Nhà của em mua cho mẹ ở, rồi hai chồng không có nhà ở, rồi lúc trước thì mình phải tách trời cho ở đậu gì đó. Rồi dạ. Giờ cái thấy có nhà thì kêu hai chồng về ở với cha mẹ. Dạ. Rồi giờ chị có nghĩ cái tương lai của mấy đứa nhỏ là sao không? Một con cha một cô mẹ, giờ không ai dẫn dắt nhỏ cho em biết tương lai sẽ ra sao. Em nói chung là cũng lo được phần nào thôi. Dạ. Chứ không lo được hết bốn đứa nổi. Đúng rồi. Ví dụ như em lo một hai đứa thì em lo được, em còn có gia đình, còn con em nữa. Dạ. Con em mới có 11 tuổi rồi. Thằng Nam thì nó bé, nó nói thì nó chuẩn bị nó lên Sài Gòn nó làm. Mà thấy nó em sẽ dắt quá. Nó lên làm. Tại vì em dắt nó lên trển rồi. Dạ. Đó, lúc trước có dắt lên trển rồi, tại nhớ cha mẹ nhà đó. Đi về cho nó về. Mà thấy nó khờ quá, nó hơi khờ á. Nó khờ, không chắc... có ai dẫn dắt nó không được đâu. Ở đây chắc ở đây cũng đi lập như chai đồ với cha mẹ thôi chứ. Đúng đâu rồi. Tiếp xúc với ai nhiều. Đúng rồi. Bốn đứa nhỏ nó cũng đi lập như chai để mà sống. Dạ. Tội cái là mấy đứa không có đi học nào, không có đứa nào đi học hết. Chắc em rước lên Sài Gòn cho nó học nghề hay là làm cái gì đó. Dạ. Cho anh để kiếm tiền phụ lo cho bà ngoại. Dạ. Chứ một mình bà ngoại ở đây đâu có làm gì đâu mà lo. Rồi thì tụi em cũng cảm ơn chị nha. Tụi em cũng chia sẻ lên, cũng mong sẽ giúp đỡ được cho mình phần nào ha chị. Anh nghĩ mà bên Mạnh Thường Quân, bên YouTube bên anh có lòng hảo tâm giúp đỡ thì em xin cảm ơn. Dạ. Cảm ơn tất cả mọi người trong và ngoài nước. Dạ. Thì cũng chia sẻ lên cũng nhờ sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân thôi. Dạ. Bây giờ cũng không biết như thế nào. Rồi thì em cũng cảm ơn chị nha. Dạ. Dạ.